Gắn bó với ngành y gần 40 năm, đầu năm 2020, bác sĩ Giỏi về hưu. Ông là bác sĩ chuyên khoa 1 về y học gia đình. Trong đợt dịch thứ tư này, phường Hòa Bình, nơi ông sinh sống bị phong tỏa. Trạm y tế phường thiếu nhân lực nên bác sĩ Giỏi đã tham gia hỗ trợ khám bệnh và kê đơn thuốc cho người dân, nhất là người già. Từ đầu tháng 8, bác sĩ Giỏi đăng ký tham gia chống dịch cùng các đồng nghiệp trẻ ở Trung tâm Y tế thành phố Biên Hòa. Hôm nay, ông hỗ trợ trạm y tế phường Bửu Hòa khám sàng lọc cho người tiêm vaccine ngừa COVID-19. Tôi xin phép hỏi cụ là từ nhỏ tới bây giờ, cụ có ăn cái gì hoặc là uống thuốc gì mà nó nổi mẩn ngứa trong người không? Vâng, cảm ơn cụ. Đến nay, ông đã hỗ trợ nhiều trạm y tế ở các phường như Hố Nai, Quang Vinh, Hòa Bình, Bình Đa, Thống Nhất, Bửu Hòa. Dù bản thân mắc nhiều bệnh nền như tiểu đường, huyết áp, nhưng ông không thể ngồi yên khi đồng nghiệp đang vất vả chống dịch. Khám sàng lọc hết thì chúng tôi mới được nghỉ. Có bữa chúng tôi làm tới 9 giờ đêm mới xong. Ngành y tế của chúng tôi, á, nhất là các anh chị em ở trong nghề của chúng tôi, họ làm là coi như rất là cực. Mà nhân lực hiện tại thì đang thiếu. Do đó, tuy rằng tôi đang hưu, dùng từ là đang hưu, nằm ở nhà chơi, không ai kêu tôi cũng được hết, không ai kêu được. Tuy nhiên giờ cảm thấy mình cái bức rứt khi thấy là coi như là tình hình dịch nó đang phát triển nhiều, mà cái hệ là thống của mình là thiếu nhân lực. Do đó tôi tình nguyện để tôi đi. Trước khi nghỉ hưu, bác sĩ Đức từng làm trong chương trình phòng chống lao của tỉnh, nên hiểu rõ nguy cơ lây nhiễm chéo cho cán bộ y tế trong đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, ông không quá lo lắng vì biết rằng nếu thực hiện tốt 5K và sử dụng đồ bảo hộ đúng quy định thì nguy cơ mắc bệnh giảm thấp. Trong những ngày qua, ông tham gia khám sàng lọc cho người dân tiêm vaccine tại trạm y tế phường và hỗ trợ công tác lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Lúc tôi đang đi làm thì tôi cũng đã từng đi khám từ thiện là cũng cả chục năm nay rồi. Với lại cái bản chất của tôi là hồi xưa là cũng là đi nghĩa vụ, sau đó về làm nghề y, và tôi làm cũng mấy chục năm nay rồi. Thì mình sẵn sàng đi hỗ trợ bất cứ cái công việc gì để giúp cho đồng nghiệp mình và giúp cho người dân trong cái địa phương mình. Ở phường Bửu Hòa, trong đợt dịch lần này, nhiều y bác sĩ nghỉ hưu đang sinh sống tại đây đã tình nguyện tham gia chống dịch. Mỗi người, mỗi việc, họ mong muốn cùng san sẻ công việc với các đồng nghiệp tại trạm y tế. Ở nhà buồn lắm, có chuyện gì trạm nó kêu cô sẵn sàng lên. Nên điện thoại lúc nào cũng để nhà, nó gọi kêu. Rồi khi có vậy, cô nói nhiều khi, cô cũng muốn đi mà không biết làm sao. Nè lời kêu gọi của ông chủ tịch tỉnh, á, ông Cao Tiến Dũng. Cô nói thiệt, mình muốn đi lắm mà không biết làm sao. Thôi, cũng phải đăng ký đi đi để tham gia với cái nhiệm vụ cái đó ra. Mình yêu nghề con, nhiều khi người ta kêu mà mình không đến được cũng buồn. Nên cô bức rứt lắm, nay đi được vậy là cô mừng. Toàn tỉnh đang bước vào 2 tuần có ý nghĩa quyết định trong việc làm sạch nguồn lây ở cộng đồng, tiến đến khống chế dịch bệnh. Lực lượng tuyến đầu, nhất là đội ngũ y, bác sĩ vẫn tiếp tục căng mình chống dịch. Trong bối cảnh ngành y tế thiếu hụt nhân lực, những y bác sĩ về hưu như bác sĩ Giỏi, bác sĩ Đức hay y sĩ Phương đã và đang góp phần giảm nhẹ áp lực cho hệ thống y tế cơ sở. Họ cũng đang thầm lặng góp phần đem lại niềm tin cho cộng đồng trong cuộc chiến khốc liệt này.